Một thông tin làm nhiều người khá bất ngờ, hàng loạt các dự án khách sạn, nhà hàng tại Đà Nẵng không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, chỗ đậu xe, nhiều dự án công trình xây dựng không đúng giấy phép được cấp. Trước thực trạng đó, Ban đô thị Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng phải tăng cường công tác quản lý cán bộ, xử lý nghiêm các trường hợp để xảy ra sai phạm trong hoạt động cấp phép, giám sát sau cấp phép, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với người đứng đầu địa phương, đơn vị liên quan đến lĩnh vực xây dựng khi xảy ra sai phạm do yếu tố chủ quan.